Chào các bạn, nhóm thử nghiệm 6 tháng nói tiếng Anh lưu loát đã đến tuần thứ tư, mới vừa đến tuần thứ tư các bạn. Nhưng mà các bạn ấy đó đã trải qua khoảng 20 bài học, mà 20 bài học này là các bạn nó chỉ nằm trong có một unit thôi, có nghĩa là unit đầu tiên thôi. Thì trong cái unit đầu tiên nó có 20 bài học thì các bạn này mới vừa hoàn thành cái unit đầu tiên đó. Nhưng mà có bạn đã thể hiện cái sự tiến bộ vượt trội, có nghĩa là các bạn này đã có thể nói về một đề tài và vận dụng tất cả những câu mà mình đã học thuộc lòng một cách dễ dàng. Thì cái phương pháp đó các bạn mà tôi muốn chứng minh với mọi người đó là mình phải học thuộc lòng, nhuyễn như cháo, học đến đâu nhuyễn như cháo đến đó. Lỡ các bạn có quên bài cũ thì có nghĩa là cái sự hiệu quả của nó bị mất đi rồi đó. Cho nên á, là nếu như các bạn đợi mình có dịp đi ra ngoài mới có thể nói được một câu nào đó, thì các bạn hãy dở sách ra, mở cái app ra, lặp lại cái bài cũ, là coi như mình đã có một cái lần tương đương với cái việc đi ra ngoài luyện nói, đúng không các bạn? Nhưng mà đó lại không có tự dịch tự chế mà nói chính xác những cái câu mà mình đã học, có nghĩa là cái câu đó là câu văn nói được tổng hợp lại. Thì các bạn tranh thủ mọi lúc mọi nơi để lặp lại nó, mà học thuộc lòng nhuyễn như cháo là một trong những cái phương pháp mà Lan Kingdom đề ra. Cho nên á, nếu mà các bạn theo dõi đến tuần thứ tư rồi mà bạn nào mà siêng năng trong cái việc sửa âm nè, tập âm sửa âm, tại vì đó tôi có quay video đọc tách ghép âm cho từng cái bài học một, thì nhìn vào video đó các bạn sẽ tập sửa âm một cách dễ dàng. Chỉ có cái phương pháp đọc tách ghép âm này mà nhìn qua video mới giúp cho các bạn sửa được âm các bạn nha. Rồi sau khi sửa âm đó, cái bắt đầu mình học thuộc lòng câu từ nhuyễn như cháo, mà thông qua các cái bài giảng được tích hợp sẵn trong từng câu thì các bạn hiểu nó. Thì các bạn học thuộc nhuyễn như cháo đó, các bạn thuộc luôn cái sự hiểu đó thì các bạn sẽ không quên. Có nghĩa là đã thuộc luôn cái sự hiểu vào trong đầu thì có nghĩa là bạn sẽ hiểu lâu dài. Còn nếu như bạn không thuộc đó, là bạn hiểu hôm nay nhưng mà tuần sau cũng quên hết. Bạn nhớ từ hôm nay nhưng mà tuần sau lại quên hết, chứ đừng nói chi là một tháng sau. Cho nên đó, là nếu các bạn không học thuộc lòng đến khi nhuyễn như cháo thì không có cách gì đạt được sự hiệu quả. Thì thông qua 4 tuần mà thấy các bạn trên đây thể hiện bằng cách cho một đề tài đó, các bạn ấy có thể vận dụng tất cả những câu học thuộc lòng để có thể ứng biến và nói được nha. Thì tôi cũng rất đề cao các bạn mà có thể vận dụng được tất cả các câu đã học, còn các câu tự dịch tự chế đó mình dần dần loại bỏ nó đi. Chúng ta cùng theo dõi qua cái video này thông qua cái việc mà các bạn ấy ứng biến để nói về một chủ đề kèm với lại thầy Ray như thế nào các bạn nha. Rồi thông qua đó tôi cũng muốn là các bạn nào mà đang muốn theo cái lớp này đó, thì tôi chưa có mở một cái khóa mới, mà cái khóa này chẳng qua là thử nghiệm thôi các bạn, thử nghiệm với một số bạn thôi chứ tôi không có dạy trực tiếp. Nếu các bạn nào mà mong muốn học cùng đó thì thôi các bạn mua cái app Lan Kingdom xem như nó là một cái giáo trình và cùng học theo cùng tiến độ với các bạn trong video này luôn, thì như vậy là hay nhất. Các bạn ấy mới vừa đi 4 tuần thôi cho nên các bạn có thể xem video từ tuần đầu tiên và làm theo, cũng làm theo mọi cái. Tôi sẽ cập nhật thông tin hàng tuần mọi cái chi tiết các bạn này tập âm như thế nào, sửa lỗi như thế nào và họp nhóm hàng tuần như thế nào để cho các bạn làm theo một cách chính xác. Như vậy thì hay nhất á, là các bạn mua cùng một giáo trình với các bạn ấy và làm theo hướng dẫn luôn ở trong video ha. Chứ còn chờ tôi mở thêm một cái khóa giống như thế này nữa thì hơi lâu, nhưng mà một khóa như này đó tôi cũng chỉ nhận có mấy người thôi hả. Cho nên là tốt nhất là mình học cùng khi xem video tôi đưa lên thì hay các bạn nha. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi video các bạn ấy và kèm với thầy Ray nha các bạn. All right. Yeah, I'll do my best because today is going to be a challenge, a more challenging discussion. Let's see. Maybe we should start with the first person on my screen. Uyen, how are you today? Hi, I'm good. And great. I'm ready. You're the first person next to Tai Tang. All right. So, oh, really? It's yeah. My pleasure. So it's going to be your stage. You're going to be first. All right. Okay. So I'll get assigned topics for you to talk about.
And then I'm going to assign everyone their topics, and you'll have a few minutes to get ready, okay? So what we will do today is to apply most of the sentences that we've learned. Okay, so you just free talk for a few minutes. Okay. As much as you could. Okay. All right, based on the topic. And then when you're done, I will ask you follow-up questions. Okay. On that topic? Yes, on the same topic, on the things that you say about whatever topic. Yeah. All right. So, Uyên, I see here that you have finished up to level or day 26, right? Yes. Okay. So day 26 is about the office, right? So I want you to think about the sentences, but you don't have to copy, okay? Think about your own office. For example, the sentence in day 26 says it's large and bright. Okay, but you don't have to say it's large and bright. Our office is large. It has three floors. Talk about maybe the colors. Maybe you like the paint. You don't like the paint on the walls. All right? Mm-hmm. Okay. So that's your topic. It's about your office, where you actually work. Okay? Shall we begin, Uyên? Yes. So. Awesome. So here's, I want you to talk about your office. All right, and I'll ask you questions, follow-up questions when you finish. Okay. Right now I have a small office. In the past, I used to share my office with my colleague, but right now he moved away, so I have it on my own. In my office, I have a big desk, so that the desk is made of wood, and the color is yellow. It is big enough for all my stuff, so I can put a lot of books, my stationaries, and also my laptop on the desk. I like to keep my desk tidy and clean, so I clean it every day when I come to my office. The best thing that I like most about my office is that the big windows, you know, it has a really big windows so that I can open it to get the fresh air and also the winds. I usually close it on the raining day, but for most of the times I just leave it open. I've been working here in this office for about a year now, and I really like my office. Yes, I think that's all for now. Awesome, very good. So you used all the questions as a guide to talk about your current office, and I really like that. And I don't think I have much of a follow-up question, but I'll give you one. All right. So do you prefer working or having your own office or sharing an office with others?
Sometimes I like to have my old office, but other times I like to share it with people. Because, for example, like when I need to focus, I want to have my old space so that I can concentrate 100% on my work. But all the time, I feel a little bit lonely when I have my old office, you know. So sometimes I want to share my office with people. Yeah. Awesome, very good answers. So let's give it a hand. Let's give a hand to Uyên. Well done. Thank you. Next we have Phi. Are you ready? Hello, Ray. I'm ready. All right, very good. So yeah. Go ahead. Yeah, actually, I just got a trip last week. So can I tell about that trip? Okay. I had a trip last week with my friends, and we went to the beach, and we have a lot of fun activities. It was so much fun, and we lie down on the beach and we close our eyes and relax. Then we allow our mind to calm, and that's a perfect trip. Then we go to talk the picture, some pictures, and we have a lot of beautiful pictures with each other. And then we go to eat together at some good food, delicious food, like seafood and snail. And the food is so tempting and mouth-watering. Yeah, and the trip is so mean to me, a lot of mean to me. And I like that trip a lot. That's so. Okay, nice. Why do you like that trip a lot? Because I have a lot of memory, a good memory with my friends, I think. Yeah. Awesome. Mm-hmm. And did you go with a lot of stuff? No, that trip I not carry a lot of stuff, just few clothes. And the suitcase was light. Really? You used the suitcase? Yes. Okay, cool. So I like that, though your topic was about day 21, but mm-hmm. you also shared about travels, and I heard some sentences from previous lessons that you used. So that's really good. Now, I should have been more specific when telling you about what to talk about, so that was my fault. Anyway, you managed to talk about your trip last week. Well done. Okay, thank you, Ray. Okay, good. All right. Oh, by the way, I almost forgot. Everybody, when we talk about something that happened in the past, we make sure that our verbs are similar, okay? Yeah. So instead of saying, I go, so that's why Fi was a bit confused earlier, because she said, I go eat, ate, okay? So she was a bit confused because the first verb was already present tense, right? She should have said, I went, or we went, to eat. All right, we went to eat, we went and ate. Okay, so those could be the proper verbs, but that's fine. Yeah, small things. I understood you, so that's what matters right now. Okay. Thank you. Not a problem. Thank you. Next we have Kim. Hey Kim. Hi Dre.
Okay. Talk about prepare for traveling. Preparing for your trip or preparing for your to travel. Okay, very good. Go ahead. You know, I live in Ho Chi Minh City. Every summer, my family and I travel out of town to relax. This year, we went to Nha Trang. The night before we go, I was so excited. I packed my things carefully, and I double-checked my packing list, make sure I didn't forget anything important. I couldn't sleep that night. I feel so so excited. I pack I double check again. You know, then I was so tired. Then I fell asleep. I fell asleep. We went to Nha Trang. I remember the first time when I went to Nha Trang as a child. What impressed me most about Nha Trang was not only the beautiful and long beaches, but also the presence of foreigners. They looked very different to me as a child. They was big, tall, with white hair and white skin and yellow hair. Most notably, they were beautiful and friendly. That was the reason why I fell in love to Nha Trang. Now we return to Nha Trang for the second time. Everything has changed so quickly. It's a modern city with tall buildings and resorts along the beach. It's worth visiting at least once in life. That's all. Yeah, I turned off my camera just because my internet connection was not stable. But I heard everything about Nha Trang and about your stories, about your travels with your family. And about how your recent travel is right. Your recent travel was very good, and yes, you really were excited to travel, and that happens to me as well. That's why on the first day when I start on the first day of every trip, I feel like I'm so tired because I didn't get to sleep well. All right. So let me just ask a few follow-up questions. What bag did you use to pack your things? I pack it into the suitcase. The suitcase? Did you? Yes. How was the suitcase? Heavy. I couldn't lift it alone. My husband lift it.
Oh, okay. That's an advantage of having a husband. You have someone to carry your stuff. Yes. Awesome. Okay. So that's it for now, Kim. Thank you for sharing. I think you are a good storyteller. Probably in Vietnamese, you're even better. And I really enjoyed your story. Good job. Once again, good job. I'm looking forward to your improvements next week. And we'll try to do this once again. That's it for now. Thank you so much. Thank you very much. See you next time.